Vâng, thưa quý vị và các bạn, và sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc mang tên Bài ca Phong Bì qua sự trình bày của giáo sư Cù Trọng Xoay. Và đây cũng là lần đầu tiên giáo sư thể hiện giọng ca của mình trong chương trình Hỏi Xoáy Đáp Xoay. Xin mời giáo sư. Nay muốn làm gì thì phong bì mà đi trước, từ mừng đám cưới, chia buồn đám ma, làm mọi thủ tục không sợ phiền hà, rồi mọi phát sinh là đều lo xong tất. Phong bì của ta là đa nắng nhất, đem đi xin đất cho đến chạy trường. Phong bì của ta mạnh hơn vũ khí, nên dẫu đi đâu ta nhớ mang theo. Phong bì của ta là cây thuốc quý, mang cho bác sĩ cứu chữa người nhà. Phong bì của ta làm ta có ra, nên dẫu đi đâu ai cũng yêu ta. Nên dẫu đi đâu ta nhớ mang theo.